trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Lau mặt mũi cho em sạch sẽ. Đến mùa đông thì phải mặc áo cho em nhiều vào. Bán này thì em có cho đi không? Nếu mà bán bài hiếu đi thì có cho bán không? Anh cũng có nhận được một cô điện thoại, có một bác cũng có ngỏ lời với anh như vậy. Đấy, bảo rằng là muốn gọi là lấy bé hiếu để đi nuôi. Thí dụ như bây giờ tầm độ 100 triệu thì nỡ không? Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Có lẽ bây giờ cháu Lực đang đứng ở góc này và ghi hình thì cô bác cũng đã biết rằng là cháu Lực chuẩn bị là đi vào hoàn cảnh nào rồi cô bác. Hôm nay thì cháu Lực sẽ đi vào thăm em Quân với lại ông bà một chút cô bác. Trong thời gian qua thì cháu Lực có bận một chút công việc ở trên nhà của em Sử, thì cháu Lực sẽ không có xuống nhà của em Quân thường xuyên được. Hôm nay thì xuống thì cháu Lực cũng có nhận được một cái phần quà là của bác cháu Lực phải bóc ra đây một tí thì mới xem được cô bác ạ. Phần quà là của bác Dương Thị Lý, bác ở Thái Nguyên, có gửi cho cháu Lực thùng quà này. Cháu Lực nhận được độ tầm một tuần về trước rồi cô bác. Nhưng mà cháu Lực cũng sơ suất quá chưa có thể xuống chào gia đình cho em Quân. Và hôm nay thì cháu Lực sẽ đi xuống chào cho em Quân, cũng đồng thời là ghi hình lại một thước phim về cái cuộc sống hàng ngày của em Quân khi mà trong thời gian này em Quân ở nhà làm cái công việc gì cô bác nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Thùng quà này thì cũng khá là nặng đấy cô bác, rơi đó độ tầm là 7-8 cân gì đấy cô bác. Có khi là phải tầm 10 cân. Thì cái cung đường đi xuống nhà em Quân thì cháu Lực cũng đã ghi hình rất là nhiều lần rồi cô bác. Cung đường này ấy, cung đường này thì cũng rất là quen thuộc với lại cô bác anh chị rồi. Thời gian này thì em Quân thì không có đi đâu làm được cái gì cô bác, chỉ ở nhà chắc là lấy được cỏ cho thôi. Thỉnh thoảng thì em ấy còn đi phụ giúp người ta, không đi lấy công nữa. Có hôm thì em đi làm thuê. Vừa rồi trước khi xuống thì cháu Lực cũng đã điện cho em Quân rồi, hỏi em là có ở nhà không thì em ấy bảo có, thì cháu Lực cũng tiện thể là xuống luôn cô bác. Thùng quả chắc phải rơi tầm 15 cân đấy các bác, khá là mỏi. 10 cân thì còn ít quá. Cái ống nước này thì hôm nọ là cũng được bác Chiêm, bác có gửi tiền cho Lực để mua cái ống nước này đi kéo nước vào cái chỗ mà vườn cây ăn quả của em Quân hôm nọ, thì cũng được bác Chiêm là bác ấy ra tận đây để bác ấy hướng dẫn trồng cây ăn quả này các bác này. Bây giờ thì cung đường này thì cũng khá là dài, chắc là cháu Lực đi xuống đến nhà của em Quân thì cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình cho tất cả cô bác anh chị là cùng cháu Lực đi vào và trao cái phần quà này tới cho em Quân, cũng như là thăm
gia đình của em Quân luôn các bác nhá. Đấy, thời tiết hôm nay thì khá là nắng ráo đó các bác này. Đấy, cây mọi cái thì cũng được em Quân là chăm sóc rất là cẩn thận. Có thể hiện tại là bây giờ nó chưa thể có ra lá được các bác ạ, mới trồng thôi. Nhưng mà trong lúc nhìn thấy góc nào góc đấy thì đều có mầm xanh xanh rồi. Vừa rồi thì chỗ Lực nghe cả thấy cả tiếng của bé Hiếu luôn các bác. Hôm nay chắc là bé Hiếu không có đi học thêm nữa. Xúc phân đây à Quân? Bò thải đâu rồi? Hả? Để đây à? Bò chưa đẻ à? Ôi sắc sắp đẻ rồi nhỉ? Quân ở nhà là rất là chăm chỉ của bác ạ. Làm mà lâu chưa? Em vừa đi cắt cỏ về, em vừa mới hóc ạ. Vừa mới đi cắt cỏ về à? Đây, đem mấy cái đi. Chú Quân xin chào tất cả quý ông bà của chúng chị ạ. Hiếu, ra đây, ra đây, ra đây, chú bảo. Mà nè, Hiếu. Hôm nay Hiếu không có đi học à? Không ạ, hôm nay thứ sáu chỉ học một buổi thôi. À, chỉ học buổi sáng này thôi đúng không? Vâng ạ. Thế sáng lên lại bà có đưa đi không? Có ạ. Có à? Vâng ạ. Hôm nọ em bảo là đổ nền kia, chưa đổ à bên kia? Thế tới mai cúng bà nào? Chưa đổ đâu ạ. Ừ. Nhà Quân thì hiện tại là còn có thêm một con lợn đúng không bác này? Con lợn thì là lợn của nhà Quân rồi, con bò này thì là Quân cũng mang con cuống đi nuôi người ta xong rồi lấy con. Hóc cá Hiếu, há chủ dân à? Con này ảo chăng nữa? Con này chăng? Bò bánh quá à? Ảo chấp ra. Bò bánh quá hả? Bánh quá à? Ở trong máy này, trong máy nào đi chào đấy, trong máy này chào. Với khoanh tay chào đây, khoanh tay. Con chào tất cả. Chào tất cả. Nhìn ra kia, con chào quý ông bà. Chào con bà. Con chúc quý ông bà. Con chúc con bà. Thật nhiều sức khỏe. Xin nhiều sức khỏe. Rồi, đấy, hôm nay thì có vẻ như bé Hiếu khá là ngoan này của bác này. Đấy, ngoan thế thì thưởng cho một con kẹo nhá. Này, chú bóc cho. Chú bóc cơ nhá. Dạ. Dạ. Rồi. Mày hôm nay đi học có ngoan không? Có được bé ngoan không? Được à? Bé ngoan ở đâu? Đi lấy cho chú xem nào. Quần đây bé ngoan ra cùng đây. Phải hót hết chỗ này à? Bé Hiếu là khỏi ốm hẳn rồi nhỉ? Đấy, thuốc phim trước thì cháu Lực xuống cũng mua cháo cho em bé Hiếu xong rồi đồng thời là cũng được em Quân lại đi mua thêm thuốc nữa. Thì bây giờ hiện tại bé Hiếu thì cũng đã hết ốm rồi các bác. Hôm nọ cháu Lực mới xuống thì em bé Hiếu ấy còn không cả ăn cơm đâu các bác. Như Quân kể là có được hai hôm không ăn cơm rồi. Thấy Quân thì từ trước cháu Lực mới lên chia sẻ các bác. Chỉ có vài bộ quần áo thôi. Trong thời gian này thì được các bác gửi quần áo cho gọi là những cái món đồ của Quân hiện tại đang có thì đều được tất cả các bác gửi cho nhiều thôi. Bà thì cũng ở nhà đúng không? Vâng ạ. Vậy ở đây thì ăn nuôi nhờ nhà người ta có bác nuôi trâu, nuôi bò của nhà người ta ấy, thì mình có thể tận dụng lại được lấy cái phần phân đấy để làm phân bón luôn. Đợi em Quân hot và làm xong công việc này thì tôi sẽ đi vào nhà và trao cái phần quà này tới cho em Quân luôn.
Bác cũng có nhắn tin cho cháu Lực rồi cô bác. Cháu Lực cũng đã biết phần quà ở đấy là gì rồi. Hay một tí nữa thì cháu Lực sẽ bóc cái phần quà đấy ra sau cô bác. Bây giờ thì chưa có nói vội cô bác ạ. Ông Quân thì chắc là kém tuổi của ông một sử là 1-2 tuổi đâu cô bác. Nhưng mà nếu mà để khỏe thì ông của Quân là ốm hơn ông của Sử. Ông của Sử là khỏe hơn cô bác. Nhưng mà những cái thước phim mà cháu Lực lên trên nhà của ba ông cháu đấy, ông có hôm ông cháu Lực đào đất hùng hục ra đấy, có khi là cháu Lực còn mệt trước cả ông luôn. Có thể là cháu Lực sẽ khỏe hơn ông, nhưng mà cái sức bền thì sẽ không có khỏe bền bằng ông cô bác ạ. Thì cô giáo hơi vàng. Là bé Hiếu thì ở bên kia là khoe cái bé ngoan rồi cô bác. Hôm nay là ngày cuối tuần rồi. Thì mỗi bạn đi học là được một bé ngoan. Nhà chú này chưa đi làm chưa về à? Chưa. Chắc là đến sắp Tết là cũng về rồi nhỉ? Vâng ạ. Thế bao giờ làm xong dưới kia thì mới trả chú à? Vâng ạ. Hay là như nào? Nếu mà chú không mua thì mình có mượn được nó không? Có. Có à? À. Đâu ấy? Anh à, cô giáo hở à? Đây đây là cô giáo. Đây là chữ gì? Hả? Chữ gì? Đây là chữ gì? Chữ gì? Cô chữ gì? Cô nói chữ gì? Hết 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 ốm chưa? Hả? Hết rồi ạ, à? Bảo đi cho chú à? Hết 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 ốm rồi à, bảo đi Đẹp. hả, còn đeo ủng nhỉ. Thôi đi về nhà đi nhỉ. Phải dân bốc quả nào nào, tao phải dân bốc quả nào. Đấy, trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì cháu Lực lên nhà Quân với lại Hiếu khá là nhiều rồi, thành ra là bây giờ bé Hiếu cũng quen là cháu Lực nhiều hơn. Ôm bê lô Hiếu. Ông về đâu này? Đi, mang đi vào nhà đi. Này. Đây, mỗi người một bên. Hả? Nhanh, mỗi người một bên. Nhanh, tí chú mới cho anh, nhanh. Nhanh, đây, nhẹ. Đây, đây, nhanh, nhanh, nhanh. Đây, nhanh, 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 nhanh. Chú cho bánh ấy. Này, thử á, ông bác. Lấy kẹo không? Cũng biết là thùng này nặng cô bác ạ, không có ra được. Bé Hiếu là chuẩn bị ăn cơm hả Quân? Chưa. Xong. Tháng nay ăn một bữa chắc lại đói rồi. À, thế là đây là chuẩn bị ăn cơm à? Là bé Hiếu múc à? Vâng ạ. Ông dân phố nó phò. Ông dân phố lắm à? Này, Quân này, cầm cầm đi vào đi. Ông dân phố là Hiếu phò nè. Ui, trèo cây cao đấy. Đây là mấy bạn nhỏ nào ấy? Thì bạn nhỏ dưới nhà bác con của bà. Là của nhà bác con của bà là ở tít dưới kia. Tít ở dưới kia? Vâng ạ. À, thế là lên đây, thấy nhà mình có cỏ hồng là lên đây à? Vâng ạ. À. Ăn được chưa? Hả? Ăn được chưa? Ăn được rồi à? Đây chú cho kẹo này, lấy kẹo không? Đây này. Hai anh em, đây là hai anh em à? Hả? Là chị à? À, đây. Rồi, Hiếu đi về nhà thôi, đi về nhà đi. Đi về nhà thôi. Rất là cúng. Cúng ăn phải rất lâu. Cái Quân thì ở nhà cháu được nhìn thấy là rất là chăm chỉ của các bác này. Củi từ đợt trước mà được bà con ra giúp nhà em Quân thì đã xài hết rồi. Bây giờ thì cho được nhìn thấy là em Quân là đi lấy củi về thêm. Cái củi này thì là lấy về dự trữ của bác ạ. Lấy để dự trữ. Dự trữ là đến mùa đông ấy. Nào, vẫy tay như nào, vẫy tay như nào. Rồi. Rồi. Mà tặng vào ra, tặng vào đấy. Tặng vào ạ.
Tặng quà ra. Tặng quà ra. Ra, 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 ra. Ra. Rồi, ra đây, chú xin nào. Ôi, giày của ai đây? Giày của ai đây? Giày của cháu. Rồi, ra đây xem nào. Giày này thì cháu được nhớ không nhầm là được cô Chiêm là cô mua cho bác Chiêm đúng không? Vâng ạ. Ra đây, bóc bóc cái này đi. Vâng ạ. Bóc cái này đi. Quân là lấy dao về bóc thùng quà của bác đi. Bà là chuẩn bị đun nước à? Vâng ạ. Ông với bà là không có ai bị ốm đâu đúng không? Không ạ. Thế là được rồi, chỉ sợ hôm nọ là bé Hiếu ốm với cô bác. Ra, ra đây, Hiếu ngồi đây. Hiếu ơi. Ngồi đây, cùng anh Quân bóc quà. Cùng anh Quân bóc đi, nhanh bóc đi, trong ấy có gì. Bóc đi, mở đi, mở đi, hai anh em mở. Mở nhá. Dạ đi. Dạ đi. Khá là mở. Rồi. Quà này được bà ở Thái Nguyên, bà gửi cho đấy. Nhá. Bà gửi cho Hiếu, bà gửi cho Quân với lại Hiếu với lại ông bà nhá. Vâng ạ. À, vâng, phải vâng ạ nhá, phải kèm từ ạ đấy nhá. Cái này dây gì đây? Cái này dây gì đây? Em lấy để chơi thế ạ. Đây này cô bác này, đây, chơi một cái vòng cổ mà rất là to luôn. Dép, đôi dép. Đấy, mở ra đây. Đây, cùng anh Quân mở đi. Cùng anh Quân mở, trong đây có gì? Mở đi. Nào, mở đi, Hiếu mở đi. Hiếu mở bên này, mở bên này, mở đi. Đấy, để xuống đây đó, mở. Đấy, ôi, anh Quân mở rồi. Anh Quân mở rồi, không được mở nữa rồi. Nhiều bánh. Đấy, ở đây thì bà gửi cho rất là nhiều bánh này. Ở đây thì bây giờ anh xem đó là nấy. Ở đây là bà Dương Thị Lý, cô bác ạ. Bà là ở Thái Nguyên, bà có gửi cho cháu Lực. Ở đây thì Quân là lấy ra đi Quân. Vâng ạ. Trong này xem ở trong này có cái gì. Có bánh, ôi anh nhìn thấy là nhiều bánh này. Đấy, bánh kia thì có thể bóc cho ông với bà ăn này. À đây, bé Hiếu đây này. Đây. Ngồi đây, ngồi đây mới có. Ngồi đây. Có thích không? Có thích. Có thích à? Bà gửi cho là tí phải biết cảm ơn bà nhá. Hả? Đây là của anh ạ. Đây là của anh nhá. À, ở đây thì bà cũng có gửi cho cháu Lực về cô bác này. Hay bà thì gửi cho cháu Lực là cháu Lực từ từ đã để bóc đây cho bé Hiếu đó. Chú bóc cho nhá. Có kéo, kéo cắt đây. Em lịch cướp rồi. Lịch cướp rồi à? Đẹp. Cắt cho em đi. Bóc bánh cái cho ông ấy bà ăn đi. Này. Là tiêu không? Tiêu. Có ngon không? Hả? Ăn thế nào? Ngon không? Ngon. Ngon ạ. Rồi, cái này ai làm cho đấy? Cô giáo Phúc Hờ á. Cô giáo làm cho chứ không phải cô giáo Phúc Hờ. Đấy. Ở đây thì bà cũng có gửi cho được là hai gói bánh bánh gạo này với lại thêm là cà phê đúng không bác? Đây ở đây thì bà không biết là cháu Lực uống cà phê của bác này. Đêm thì cháu Lực cũng hay thức muộn để làm video đấy. Trong này thì gồm có là hai gói kẹo Bạc Hà, hai gói cà phê và một ít thanh kẹo béo nữa. Quân là xem ở đấy có kẹo béo không? Xem có kẹo béo không? Quân uống cà phê không? Hả? Có. Uống cà phê không? Có. Có à? Đây anh cho Quân, chia cho Quân hai hộp này. Đấy, cảm anh, ơn ạ. Em cảm ơn chứ đừng nói trong không nhá. Đấy anh chia cho Quân là một hộp cà phê này. Em xin ạ. Đấy, đó. Đấy phần quà này thì là bà gửi cho anh. Ở đây thì bà cũng có gửi rất là nhiều này. Đấy ở đây thì cháu được nhìn thấy là bà là gửi hai gói xà phòng này. Đấy. Hai gói xà phòng. Cái này là bột nêm nhá. Mình bỏ vào thức ăn đấy. Cái này là mì chính này. Đấy, và thêm là hai chai dầu ăn này. Đây ở đây hai gói mì chính nhá. Hai gói mì chính và kem đánh răng này thì có thể đủ Quân là xài có khi là mấy tháng rồi nhờ. Hôm trước gửi về vẫn còn một lọ. À, ôi rồi. Chưa dùng đến. À. Trước là em mua. Ôi rồi. Lọ. Cái này thì Quân xài trong vòng một năm luôn cô bác này. Đấy, bà thì gửi có khi là hai cái món đồ này là sang năm sau là vẫn còn chưa dùng hết đấy.
Hai gói 19 này nữa cũng được mấy tháng rồi đây. Ôi, anh bà gì anh quên. Bà Dương Thị Lý. Bà Dương Thị Lý, bà ở bên, bà ở Thái Nguyên cô bác ạ. À, cháu Lực cũng xin được một lời cảm ơn tới bà Dương Thị Lý. À, cháu Lực chúc bà cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Bà gửi quà cho gia đình của Quân thì cũng kèm theo đó là gửi cả cho cháu Lực nữa cô bác này. Gửi cháu Lực thì cũng là hai hộp cà phê. Đây là mỗi thứ là hai, mỗi thứ là hai hộp cô bác ạ. Hôm nọ thì bà có nhắn tin cho cháu Lực bảo là nhìn cháu Lực hơi gầy thì mua cái Alpha B cô bác. Alpha B. Cái kẹo này thì nó là kẹo béo này. Đấy, chia cho em Quân là một ít. Con thay mặt ông bà, em con cảm ơn. Con cảm ơn bà đã gửi đồ cho con ạ. Con chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe ạ. Ăn ngon không hả Hiếu? Ngon à? Thế cảm ơn bà đi. Con cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Đã gửi bánh. Đã gửi bánh. Cho con. Cho con. Và ông bà. Cho bà ông bà. Con chúc bà. Chúc bà. Thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều sức khỏe. Luôn thành công. Luôn thành công. Trong cuộc sống. Luôn thành công. Con yêu bà rất nhiều. Con. Con. Yêu. Yêu. Bà. Bà. Rất nhiều. Rất nhiều. Nhưng mà chú đang nói thì đừng có ăn nhá. Nhá lần sau nhá. Vâng ạ. Vâng ạ. Rồi. Hai Quân thì cất đồ này đi em. Đấy. Cất đồ này đi. Đấy. Ờ thôi. Đây, còn quà này thì bác có gửi cho cháu Lực thì một tí nữa cháu Lực cũng sẽ cầm về luôn cô bác. Đây ở đây thì là bác có gửi cho cháu Lực này. Tặng thân gửi hai cháu Lực và Hiệu. Đây ở đây thì gửi cho gọi là hai anh em, cả cháu Lực với lại bạn Hiệu đúng không bác? Đây, trong thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng chia sẻ lên trên kênh thì có bác anh chị đã cũng biết là bạn Hiệu là bạn sẽ đồng hành cùng với cháu Lực, vừa là một người cameraman và một người và thêm là khi lúc nào mà cháu Lực bận công việc ấy có bác thì bạn Hiệu sẽ lên thay cháu Lực và ghi hình những quá trình mà có thể là đang làm nhà em Sử hay là đi xuống nhà em Quân hay là thêm nhiều hoàn cảnh khác cô bác. Anh cất dầu ăn đi em. Cất dầu ăn đi. Đây nữa này, đấy. Cái này thì dùng đi nhá. Mùa đông này thì phải đun nước ấm để tắm rồi nhỉ. Anh lấy ba hộp đi. Hả? Thôi để đây đi, anh có rồi. Đây, để đấy đi anh có đi. Đây, chia cho nhà bác trên kia cả. Đây. Đây đây thì em Quân cũng có gửi, có bảo là nhiều quá chia cho Lực ba hộp này các bác này. Để cho Lực cũng sẽ mang về dùng nữa các bác. Ở đây thì những cái món quà mà các em san sẻ cho Lực thì không thể từ chối được các bác ạ. Ôi. Thích ăn không? Chia cho chú Mỹ. Lấy cho chú Mỹ. Đi bóc bánh cho bà đi, đi bóc bánh cho ông với bà đi, đi, đi. Bóc bánh cho ông với bà đi. Đấy, đi bóc bánh cho ông bà ăn đi. Đấy, chia cho bà nữa, chia cho ông nữa. Đấy, thế mới ngoan chứ. Chia cho ông đậu. Chia cho ông. Biết nghe tiếng kinh cô bác ạ, nhưng mà để mà nói thì em bé Hiếu không có nói được nhiều. Năm nay thì cũng là được 3 tuổi rồi. Đấy, bé Hiếu thì nếu mà cô bác anh chị có theo dõi được sâu chưa về, có hiểu về cái hoàn cảnh của gia đình của em Quân với lại bé Hiếu thì cho cháu Lực xin được tóm tắt lại một chút cô bác ạ. Ông với bà của Quân thì năm nay cũng được gần 80 tuổi rồi, được 77 tuổi. Cô bác được chính xác là được 77 tuổi. Đấy, nhưng mà do là từ cái lúc mà Quân vừa mới chào đời ra thì đã phải chịu một cái cú sốc áp lực đầu tiên là người mẹ của Quân được 40 ngày tuổi thì đã bỏ đi rồi. Và bố của Quân thì đi làm suốt, do là không may là bác mắc một cái căn bệnh mà phải nói là rất là hiểm nghèo cô bác ạ. Căn bệnh ung thư thì hầu như là không có thể chạy chữa được rồi. Có đi làm được bao nhiêu tiền thì bố Quân cũng trích ra một ít để đi mua thuốc, mua thang. Xong mà đến cái thời điểm mà độ tầm 3 tháng về trước
thì không có gọi là cầm cự được nữa đâu các bác. Thì bố của em Quân cũng đã ra đi mãi mãi rồi. Bây giờ thì để lại cho em Quân chăm sóc ông với lại bà, cộng thêm cả bé Hiếu nữa. Độ tuổi của ông với bà thì hầu như là cô bác nhìn vào trên những cái nét mặt thì sức khỏe thì cũng còn là gọi là khỏe bao nhiêu đâu các bác. Bây giờ thì cố gắng gọi là cùng giúp được em Quân là phần nào hay phần đấy ở chung công việc ở nhà thôi cô bác ạ. Còn là như em Quân với lại bé Hiếu thì hai anh em cùng cha là khác mẹ cô bác. Sau 12 năm thì bố của Quân có tiến thêm một bước nữa và lấy thêm một người vợ. Ôi, lau cho bé Hiếu đi. Đấy, lau mặt mũi cho em sạch sẽ. Đấy, đến mùa đông rồi thì phải mặc áo cho em nhiều vào cho không là em bị ấm ấy. Đấy, em thì cũng lớn rồi thì cũng biết là chăm sóc cho bản thân của mình rồi. Nhắc nhở cả ông với bà nữa. Quần áo thì được các bà các bác là gửi cho rất là nhiều đúng không? Đấy. Còn như em Quân với lại bé Hiếu thì cùng cha khác mẹ của bác ạ. Sau 12 năm thì bố của Quân có đi thêm một bước nữa và lấy được thêm một người mẹ, là gọi là Quân thì gọi là người mẹ kế của bác, do là người mẹ kế của Quân thì biết bố của Quân là có cái căn bệnh như vậy thì không có muốn ở với gia đình nữa. Gia đình thì cũng gọi là hoàn cảnh khó khăn đấy, bỏ lại vứt bỏ bé Hiếu cho ông với lại bà với lại Quân chăm lo. Lúc mà mẹ bé Hiếu đi thì được bao nhiêu ngày nhỉ? Chắc là được là Một hai tháng không? chưa đến 1 tháng Chưa đâu đến một tháng à? vâng ạ, được 50 ngày sao À, thế thì được hơn 2 tháng nhá. ạ. Ở cứ xong là gọi là đi rồi đúng không? Vâng Đấy. Thế thì gần là gọi là 2 tháng. À, chắc có khi là cái ý định của người mẹ thì từ rất là lâu rồi. Từ lúc đi thì có bao giờ mà gọi điện, chưa bao giờ gọi điện về được đúng không? chưa ạ. Giấy khai sinh thì đi thì cũng không có làm cho cô bác. Thế thì điểm hiện tại cháu Lực lên chia sẻ 3 tháng về trước, độ chưa được 3 tháng, độ tầm 2 tháng về trước cô bác lên chia sẻ thì bé Hiếu mới đi làm được giấy khai sinh và mới bắt đầu đi học. Thì bé Hiếu cũng gọi là nhìn vào khuôn mặt thì rất là lì đúng không cô bác, nhưng mà nếu mà em ấy đi học nhiều xong rồi tiếp xúc nhiều thì em ấy lại thay đổi hoàn toàn đấy rất là nhiều trong cái khoảng thời gian 2 tháng thôi em ấy đi học. Thì bây giờ em ấy đã thay đổi đi rất là nhiều các bác, cũng biết nói lời cảm ơn tới tất cả các ông các bà. Ví dụ bây giờ mà có bác mà muốn nhận bé Hiếu để đi nuôi thì em có cho đi không, gọi là bán đấy. Bán này thì em có cho đi không, nếu mà bán bé Hiếu đi thì có cho bán không? Không ạ. Không à? Vâng ạ. Nếu bán đi thì em không có em gái ạ. Thì không có em gái à? Vâng ạ. Anh cũng có nhận được một cuộc điện thoại, có một bác cũng có ngỏ lời với anh như vậy. Đấy, bảo rằng là muốn gọi là lấy bé Hiếu để đi nuôi. Đấy, Hôm trước từ lúc bố ở thì bố đã mắc bệnh thì cũng có nhiều người để hỏi rồi. Xong là không cho ạ. thí dụ như bây giờ tầm độ 100 triệu thì Không ạ, còn nỡ không? em không bán đâu. Không à, không nỡ à? Không ạ. Có bác bây giờ thì anh không thể nói tên ra, có bác bảo là muốn mà đưa bé Hiếu đi nuôi xong là đưa em với ông bà là 100 triệu. Rồi mai sau em không đi. Sợ là bây giờ gọi là khổ như nào thì vẫn phải cố gắng để nuôi em à. Vâng ạ. Bán đi nhá, bán đi cũng được. Giờ nếu mà đi thì ở nhà không có ai cùng chơi, cũng buồn. Em ở còn đỡ hơn. Lúc buồn lại có chỗ dựa để vui ạ. Thế là gọi là hai anh em tự chia sẻ niềm vui với nhau thôi. Bây giờ mà mấy ông bé Hiếu không ở ấy, mất thêm một cái tiếng cười, một cái nụ cười của gia đình thì phải nói là ông với bà thì lại cực kỳ làm lại thêm một lần tổn thương luôn các bác. Đấy, hôm nay thì cháu được đi xuống thì một phần là cũng muốn gửi cái phần quà đấy cho gia đình, và một phần thì có cái câu chuyện mà vừa rồi cháu được có chia sẻ lên các bác.
rằng là có một bác có muốn ngỏ lời với cháu Lực là muốn gọi là đưa bé Hiếu để đi nuôi, xong mà giả gia đình là 100 triệu. 100 triệu số tiền rất là lớn đấy. Nhưng bây giờ để đánh đổi 100 triệu với lại bé Hiếu thì em chọn ai? Em chọn em gái thôi ạ. Chọn em gái thôi à? Vâng ạ. Nhưng mà bây giờ em có đủ 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 khả năng để nuôi em không? Có. Có. Vâng ạ. Nếu mà cũng đã được nuôi từ bé đến giờ, nếu mà đi cũng không nỡ cho đi đâu. Em một tí nữa thì cháu được xe lại nói câu chuyện này tới cho ông với lại bà nghe có bác. Ông với bà thì có câu thì nghe được tiếng Kinh, có câu thì không nghe được, các bác không biết là hoàn toàn cả. Hồ bà chí đó. Chín chín lại chín chục Hai bốc, hai bốc chín mà ông tất ở thiếu không này. chín lại Đấy, ở nhà thì bốn bà cháu ở trong một cái ngôi nhà, mà ngôi nhà này thì chiều ngang chắc độ đâu đó được tầm 10 mét của bác ạ. Đấy, mặc dù là một cái ngôi nhà mà nó xuống cấp rất là nhiều rồi, ở bên phần bên ngoài thì cũng đã gọi là dần 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 gọi là hỏng hết rồi cô bác, nhưng mà ở bên trong ngôi nhà thì được chứa đựng bởi những cái tình cảm mà ông với bà với lại Quân dành cho nhau cô bác. Đấy, Quân thì mặc dù là bây giờ bảo cháu Lực cũng ngỏ lời cho em Quân ấy, thì em Quân không có chọn này, không có chọn điều đấy, chỉ chọn là bé Hiếu ở lại với mình thôi. Bé Hiếu thì bây giờ là vẫn còn bé lắm cô bác, chưa có biết là chuyện gì xảy ra cả, ăn ăn no thì biết cười, mà đói thì biết khóc. Thế đi học thì ngày hôm nay thì bà có hay đưa đón không hay là đi cùng sáng thì đưa đi xong à chiều tối về thì mấy em bên kia đưa về thôi. Chiều tối về thì mấy em bên kia là đón rồi đưa về luôn à? Vâng. Đấy, bé tí thôi các bác, ở trên vùng cao, trẻ em vùng cao bé tí thôi đã phải biết là đeo trên mình những cái đội ủng này các bác này để đi học rồi. Cạp thì còn không hả? Hay là Con ạ. còn à? Vâng ạ. Sáng có đeo cạp đi học không Hiếu? Đi mà hả mà. Chẳng là ô thông cáp với tóc thừa phải không? Đi mà. Bực liệu và bên này tôi đi ở Mà đó bánh linh chứ văn lưu tóc thừa ở lắc phải lắc hơi bóng chín đó. Tôi lại tao hỏi chị nào ấy dạo cho con đúng à lúc yên à tụi rau về má đúng phải rau hỏi tao chị nào còn nó tụi bị tụi sao mày thay Hết chưa? Hết chưa? Xem nào. Sắp hết rồi ạ. Hả mà Thích ăn không? Có bà đi. có đó Có ạ. Sau đây là quà của bà mua cho, lần sau lại chú lại xuống lại mua cho Hiếu nhé. Vâng ạ. Nói to lên, vâng ạ. Rồi, nhưng mà trong phải chút ngoan xíu nhá. hát ở đây chứ cả hiếu đất là chính là hát mà hát chỗ ông à Thôi cứ ăn đi, đang ăn đấy, trẻ con mà. Nhưng mà phải ngoan nhá. Nhớ chưa? Nhớ ạ. Nhớ ạ. Rồi. Đấy, nói tiếng Kinh thì biết nghe nhiều hơn các bác, nhưng mà nếu mà để nói ra thì bé Hiếu chưa có thể nói được. dùng ở đây là lại ta bạn thì chính là người chứ Đấy, bóng của tia thanh nguyên từ gửi mà. ô cái gì nó nó Ừ. lại là cái gì phải nắm chan nó từ lan chín ba Ủa trời, chín đây cái đây chưa? Hòa. Nắm phật Ủa chín đây được. Còn một hộp nữa này này. Hiếu. Còn một hộp nữa này. Ăn hết hộp này xong là tí chiều ăn hộp này nhá. Nhá. ừ mà Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng Rồi. Con này con gì đây? Từ từ xem là con này con gì đây? À biết không? Biết OA chưa? Biết đếm 1 2 3 chưa? ừ mà Thử đếm cho chú nghe xem nào. Thử đếm cho chú với lại các bà nghe xem nào. Ăn hết xong đếm nhá. Một tí nữa thì đếm nhá. Mấy hôm nay thì Quân có đi làm gì không? Cắt cỏ à? Thế có ai thuê việc gì để làm không? Lâu lâu có người thuê đi lấy quỳ Lấy lấy củi thuốc à? Lấy củi à? Nếu mà đi lấy thì lấy tận đâu? đi
rừng già kia. Rừng già. Đi rừng già là nếu mà thuê mình đi lấy thì mình lấy luôn cả nấm hương à? Vâng ạ. Nhưng nếu mà nấm hương em đi lấy về thì lấy lúc mà đi lấy củi thì lấy về được tầm một ít thôi chứ. Vâng ạ, cũng được ít thôi. Lấy lúc mà em đi lấy đi lấy về xong mà cứ xiên xiên để cho nó thành cái xiên xiên ra. Xong là treo ở trên có thể là phơi nắng rồi xong không phải sấy ở trên cái bếp ấy. Nó khô đi. Ôi hết rồi đấy nhỉ? Hết rồi. Đấy bây giờ lấy đi vứt ở bếp đi. Đây, đi vứt ở bếp đi nhá. Đấy. Vứt xong chưa? Chỉ biết gần đầu thôi à? À, ra đây nè. Ra đây nè. Áo thì mặc áo ấm ấm thôi nhá. Đi vào nhà cũng mặc ủng à. Tất đó hết rồi. Tất đó hết rồi. Tất không đeo đâu. Tất không đeo á? Lạnh quá thì đeo tất cho em nhá. Tất thì cũng có nhiều mà đúng không? Tất thì bác Thảo Đố mua cho bé Hiếu thì cũng rất là nhiều các bác ạ. Hôm nay quay trở lại thăm gia đình của Quân đây các bác thì phải nói là bé Hiếu thì cũng đã khỏi ốm rồi. Trong thời gian qua thì cháu Lực cũng đã nhận được thêm một số khoản của các bác gửi cho nữa. Hiện tại thì cái tiền quý của cháu Lực cầm thì cũng hơn là 60 triệu rồi các bác. Đấy. Nếu mà bây giờ cháu Lực có khi là phải qua Tết, cô bác qua Tết thì mới có thể tiến hành mà có thể là xây sửa lại ngôi nhà các bác. Nếu mà trong khoảng thời gian tới thì cháu Lực sẽ không có nhận được thêm một cái khoản nào nữa. Thì cháu Lực sẽ tiến hành và là sửa hết cái phần xung quanh ngôi nhà của Quân. Có thể là đi mua gỗ về này các bác để mà sửa lại. Nhưng mà nếu mà thật sự ra ngôi nhà này hiện tại cháu Lực nhìn thấy thì nếu mà sửa lại thì cũng không có được bao lâu đúng không bác. Thì cháu Lực cũng rất là mong là trong thời gian tới sẽ nhận được thêm cái khoản cái phần trợ duyên của quý ông bà cô chú anh chị gửi tới cho em Quân với lại ông bà để cho Quân với ông bà có một cái ngôi nhà mới để ở. Đấy, nếu mà bây giờ cháu Lực nhận được tầm khoảng là 100 triệu thì cháu Lực sẽ thiết kế làm cái ngôi nhà mà nó rơi vào tầm 100 triệu. Nhận được bao nhiêu thì cháu Lực sẽ tính cái phần đấy cô bác ạ. Còn bây giờ nếu mà đi mua dê Quân thì là cho dê ở dưới này à? Dê ở dưới này nó ở không hay là mình có phải làm cái chuồng nó không? Không cần đâu ạ. Dê cũng bần bằng con lợn thì để đây cũng được rồi. Ồ, nhưng mà anh sợ rằng là mấy nữa chú về thì chú lại không có đi làm nữa, chú lại mua trâu thả kia thì mình lại không có chỗ để nữa. Đấy, hôm trước thì cháu Lực có nhận được một cái khoản là của bác Thảo Đố có gửi cho cháu Lực là tổng tất cả là 6 triệu các bác ạ. Gửi cho cháu Lực hơn 6 triệu các bác. Và trong đó thì có trích cho cháu Lực là làm kinh phí đổ xăng đi lại nữa. Và còn là 6 triệu thì sẽ để mua dê cho Quân là 2 con, để mua cho ông bà mà sống biệt lập kia là thêm là một con nữa. Bây giờ ở xung quanh chỗ cháu Lực ở thì cháu Lực cũng đã hỏi rất là nhiều rồi, không có ai mua, không có ai bán dê. Chắc là độ trong thời gian tới thì cháu Lực sẽ phải đi xuống huyện để mua cô bác ạ. Bây giờ thì hiện tại là hai anh em cũng có đủ xe để mà đi. Hay có thể là hôm đấy Quân sẽ đi cùng với cô bác để đích thân đem Quân là đi chọn về luôn. Đấy, hôm nay thì cháu Lực đi xuống thì cũng rất là bất ngờ các bác ạ. Khi mà cháu Lực nói cái điều này cho em Quân thì em Quân đã nhất quyết là không có chịu các bác. Hôm nay thì đi xuống thì có hai cái lý do các bác ạ. Thứ nhất thì đi xuống thăm gia đình và thứ hai thì đi trao cái phần quà của bà tới cho gia đình, cũng như là nói cái lời mà vừa rồi cháu Lực có nói lên trên kênh các bác. Để cái thực phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Bạn này chào nè. Đấy, còn cái thức phim này thì cũng khá là dài rồi các bác. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Nào bé Hữu. Nào bây giờ nói cho chú nhá. Con khoanh tay vào. Con chào tạm biệt. Con chào tạm biệt. Các ông bà. Con bà. Cô chú. Con chú. Bye bye đi. Bye tay như này. Rồi.
Con chào tạm biệt tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Con chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui. Con cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị trong thời gian qua đã luôn quan tâm con. Con, những lời con còn thiếu sót, con mong tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị hãy chỉ dạy con và để chỉ dạy con để con còn biết sửa lỗi ạ. Và con cũng không biết nói gì thêm ạ. Con rất biết ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.